trợ bất động sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Xin kính chào quý vị khán giả, thay mặt kênh truyền hình VITV xin kính chúc quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng và rất cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chương trình xây dựng bất động sản VITV trong 9 năm qua. Trong số đầu tiên của năm mới 2018, tôi biên tập viên Đỗ Hường sẽ cùng nhóm phóng viên VITV ghé thăm thị trường nhà đất lớn nhất khu vực phía Nam, đó là thành phố Hồ Chí Minh, để xem thị trường này khởi động năm mới với không khí ra sao. Ngay sau đây hãy cùng kết nối với biên tập viên Trần Nga tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Vâng, chào biên tập viên Đỗ Hường và quý vị khán giả. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị khán giả của kênh truyền hình VITV năm mới sức khỏe, may mắn và thành công. Ghi nhận trên thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh lúc này là không khí khẩn trương từ lãnh đạo thành phố cho đến các doanh nghiệp. Tại sao tôi lại dùng từ khẩn trương ạ? Tại vì ba chính sách mới bắt đầu có hiệu lực vào đầu năm 2018. Hội nghị mời gọi đầu tư thực hiện các dự án cải tạo, di dời nhà ven và trên kênh rạch, chỉnh trang đô thị của thành phố Hồ Chí Minh này là hành động khẩn trương đầu tiên của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong đầu năm 2018. Đây là một trong 7 chương trình đột phá và trọng điểm của thành phố trong năm nay, trong đó có 9 dự án cải tạo, di dời nhà ven và trên kênh rạch ở 6 quận huyện khi tổng vốn đầu tư là 25.748 tỷ đồng. Đặt ra mục tiêu là tiếp tục tập trung để phấn đấu, di dời và tổ chức lại cuộc sống cho 20.000 căn nhà của người dân đang sống trên kênh rạch. Nói như vậy có nghĩa là từ trước đến giờ chúng ta vẫn làm, nhưng khi đó là chương trình đột phá đó, thì việc tổ chức thực hiện chương trình này nó sẽ được thực hiện tập trung và thống nhất hơn. Trong đó, thành phố sẽ chi gần 10% từ vốn ngân sách và 90% nguồn vốn còn lại, tương đương 23.240 tỷ đồng, sẽ huy động từ xã hội với 4 hình thức là đối tác công tư PPP, hợp đồng xây dựng, hợp đồng BT. Riêng các doanh nghiệp khi tham gia chương trình cải tạo nhà ven kênh sẽ được thanh toán bằng quyền kinh doanh khai thác quỹ đất ở khu vực liền kề của dự án hoặc trên dự án. Các chuyên gia cho biết, với quyết tâm chỉnh trang đô thị của lãnh đạo thành phố thì năm 2018, bất động sản thành phố Hồ Chí Minh sẽ nổi lên một số khu vực mới. Với cái đô thị trung tâm cũ đó là thành phố Hồ Chí Minh và phát triển ra rất nhiều cái khu đô thị ở trong khu vực riêng của thành phố Hồ Chí Minh như khu đô thị Tây Bắc thành phố Hồ Chí Minh, khu đô thị Thủ Thiêm, khu đô thị Nam Sài Gòn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ còn phát triển ra khu phía Tây Bắc ở vùng Củ Chi, Hóc Môn nữa. Bên cạnh đó, các cái huyện giáp ranh của thành phố Hồ Chí Minh như là Đức Hòa, Long An, bên cạnh đó các huyện như là Đức Hòa, Cần Giuộc, Bến Lức của tỉnh Long An, rồi Bình Dương thì chúng ta có thị xã Thủ Dầu Một, có thị Thuận An, Dĩ An, Biên Hòa thì có thành phố Biên Hòa, Trảng Bom, Long Thành, Nhân Trạch, vân vân. Không chỉ nóng lên nhờ chương trình chỉnh trang đô thị mà đầu năm 2018, vùng ven thành phố Hồ Chí Minh còn sốt bởi quyết định 60 về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực. Cụ thể, diện tích hình thành một thửa đất tối thiểu giờ là 36m² thay vì 45m² như của năm 2017. Có nghĩa muốn có 3 lô đất tách thửa thì trước kia mảnh đất tách phải có diện tích 135m, còn hiện nay chỉ cần 108m. Như vậy, số lượng nền cung ứng ra thị trường sẽ nhiều hơn chứ không dừng lại ở con số hơn 7.000 nền như của năm 2017. Quỹ đất trong những năm qua trở nên dần trở nên khan hiếm. Chính vì vậy mà cái kênh đầu tư đất nền sẽ là một trong những cái kênh thu hút và được nhiều cái nhà đầu tư họ quan tâm. Và chắc chắn là cũng sẽ là tiếp tục là một cái phân khúc là rất hấp dẫn nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, số lượng nhà đất cung ứng ra thị trường nhiều hơn không có nghĩa doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh bất động sản có thể bung hàng qua loa. Bởi Nghị định 139 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký vào tháng 11 năm 2017 đã chính thức có hiệu lực vào đầu năm 2018. Với những quy định mang tính răn đe hơn, tác động trực tiếp lên các nhà đầu tư và kinh doanh bất động sản. Với cái quản lý của nhà nước đang ngày càng thắt chặt thì sắp tới thì các doanh nghiệp nó vẫn tiếp tục ra hàng, nhưng mà về mặt các thủ tục pháp lý nó sẽ đầy đủ hơn trong năm 16-17, cho nên là cái đó nó cũng làm ảnh hưởng tới cái vấn đề ra hàng của các chủ tư. Họ phải ra hàng đúng luật và phải đầy đủ các cơ sở pháp lý họ mới dám ra hàng, không có thể là thiếu một vài giấy tờ. Trong đó, kể từ đầu năm 2018, quy định xử phạt chặt chẽ hơn. Cụ thể, chỉ cần các công trình sai phạm sẽ buộc tháo dỡ thay vì nộp phạt hành chính như trước đây. Hay trong một dự án mà vi phạm nhiều hạng mục thì được xem là vi phạm nhiều lần, thay vì chỉ tính một lần như trước đây.
Mặt khác, ở đầu ra khung phạt cũng cao hơn, cụ thể mức phạt tối đa lên đến 1 tỷ đồng nếu chủ đầu tư kinh doanh bất động sản bàn giao chậm tiến độ hay không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cho bên mua và huy động hoặc chiếm dụng vốn trái phép. Như vậy, quyền lợi của khách hàng từ nay sẽ được đảm bảo chặt chẽ hơn. Trao đổi với các chuyên gia, tôi được biết, với 3 chính sách mới về quy hoạch đất đai và xử phạt, thì kể từ năm 2018, thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều chuyển biến tích cực và minh bạch hơn khi chủ đầu tư thay đổi cách suy nghĩ và cách làm, còn khách hàng sẽ yên tâm hơn khi mua sản phẩm bất động sản hình thành trong tương lai. Vậy tôi muốn biết những thay đổi này thực tế đã xảy ra hay chưa, chị Trần Nga? Vâng, thưa chị Đỗ Hương, một trong những chuyển biến nổi bật của thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày đầu năm đó là hoạt động mua bán sôi nổi của phân khúc đất nền, ghi nhận tại đường Gò Cát, quận 9. Trong đó, sức nóng đến từ giá khi một mét vuông đất nền giá đã tăng khoảng 5 triệu đến 10 triệu đồng so với tâm điểm đầu năm 2017 và tăng gấp đôi so với 2 năm trước. Cụ thể, giá đất nền tại đường Gò Cát, quận 9 đã tăng từ 23 triệu đồng một mét vuông lên 29 triệu đồng một mét vuông kể từ tháng 1 2017. Hiện tại cái giá ấy, thì nó biến động như thế nào và nó hiện tại là người mua đến sôi động như thế nào? Tại hồi 2015 đó là lúc đó là nhiều người ta bị giải tỏa, thì bắt đầu nó mới mở nhiều cái dự án đây, thì mới sôi động người ta đi mua nhiều, thì lúc đó thì giá nó coi chỉ có 12 triệu một mét vuông thôi, đó là như vậy. Thì khoảng chừng 2 năm nay thì bắt đầu khu này nó phát triển, thì giá nó mới tăng lên đột biến như vậy. Tăng lên thế nào? Thì nó tăng lên là bây giờ nó gấp đôi giá. Tại vì ngày xưa cô về đây đó là nó còn hẻo lánh lắm, nhà nó không được khang trang gì đâu. Một khu đất rộng thênh thang mà toàn là vô là hồi đó cô về nha là buồn lắm. Trời ơi, nhìn giống như ở quê, nông thôn ấy, vô chỉ một cái duy nhất mà toàn là một cái nhà đầu tiên. Giá đất tăng là vậy, nhưng lượng người mua cũng nhộn nhịp không kém. Cụ thể, lô đất 120 nền này hiện đã bán hết hơn 110 nền. Còn theo ghi nhận chung thì lượng giao dịch trên thị trường bất động sản trong tháng Giêng 2018 đã tăng 8,6% so với tháng trước, với khoảng 1.900 giao dịch thành công. Điều chúng ta đang nắm trong tay hiện chính là cơ sở hạ tầng với những cung đường và hệ thống giao thông mới, như metro chẳng hạn, sẽ đưa vào sử dụng trong tương lai. Những bước phát triển này hiển nhiên sẽ thúc đẩy giá trị của dự án bất động sản liền kề. Đặc biệt, sức hấp dẫn của thị trường nhà đất đã vượt ra khỏi biên giới khi trong tháng Giêng năm 2018, thị trường bất động sản đã thu hút hơn 77 triệu đô la Mỹ vốn nước ngoài đầu tư, đứng thứ 3 trong số các ngành thu hút vốn FDA, chiếm 6% tổng vốn ngoại đăng ký đầu tư của cả nước. Cái luồng vốn của những cái người nước ngoài, kể cả định chế cũng như là các cái cá nhân mà muốn sở hữu các cái bất động sản tại Việt Nam sẽ tăng lên trong thời gian tới, và nó không chỉ liên quan tới cái phân khúc các cái bất động sản họ sẽ sử dụng mà là còn những cái phân khúc bất động sản cho thuê. Thì để cái sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài, một cái xu hướng có thể nói là sự đa dạng của các cái nhà đầu tư, bên cạnh cái vấn đề tiếp tục phát triển về quy mô, thì cái tính đa dạng và cái chất lượng của các cái khoản đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản Việt Nam sẽ có cái nâng lên trong cái thời gian tới. Theo ghi nhận thì lượng cung mới vẫn tiếp tục tăng trong tháng Giêng. Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 10 dự án mới được công bố hoặc mở bán chính thức, trong đó có 6 dự án chung cư 4.000 tỷ đồng ở quận 9 và quận Thủ Đức, tập trung ở phân khúc căn hộ quanh 1 tỷ đồng. Vâng, lúc này tôi cũng đã cảm nhận được không khí sôi động của thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh ngày đầu năm mới rồi, chị Trần Nga. Vậy các doanh nghiệp bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh họ kỳ vọng gì trong năm 2018 thưa chị? Để câu trả lời thực tế hơn, mời chị Đỗ Hương cùng quý vị khán giả hãy cùng tôi ghé thăm công ty cổ phần đầu tư Việt Home để xem họ khởi động năm mới ra sao nhé. Chào ông ạ. Lời đầu tiên xin kính chúc quý công ty năm mới Mậu Tuất 2018 an khang thịnh vượng ạ. Thưa ông, khởi động năm 2018 thì Việt Home sẽ xông đất với dự án nào ạ? Bước vào 2018 thì Việt Home chúng tôi triển khai hai cái dự án mới. Một là cái dự án Rosana Plaza ngay tại đại lộ trên quốc lộ 13, đại lộ Bình Dương, nằm trên cửa ngõ phía Bắc của Thành phố Hồ Chí Minh. Và cái dự án thứ hai là ở ngoài Tuy Hòa, Phú Yên. Rosana là một cái khu phức hợp căn hộ, chúng tôi khẳng định đó là một khu phức hợp căn hộ khá,
À, bởi vì với các tiện ích như vậy á, thì một căn hộ, một khu phức hợp, một khu căn hộ bình thường không thể có được. Nó đầy đủ tiện ích như vậy, nó được xếp ở vào loại khách dạng khá. Tuy nhiên, về cái giá bán thì ở đây chúng tôi bán cái giá chỉ quanh 1 tỷ thôi. Tổng diện tích của cái khu phức hợp này là 1.174 căn. Tổng cái căn hộ, số căn hộ á, là 1.174 căn. Và một lốc văn phòng cao 28 tầng với cái tổng cái sàn thương mại, sàn sử dụng á, là khoảng 16.000 mét vuông sàn. Tại sao Vietcom lại chọn sông đất đầu năm với dự án Rosana? Dự án Rosana này á, là cả một cái tâm huyết của tập thể của công ty chúng tôi. Và chúng tôi làm cái dự án này vốn mong không những là chỉ mang đến cái giá trị sản phẩm tốt mà nó còn có thể trở thành một cái biểu tượng. Và vì vậy chúng tôi quyết tâm thực hiện cái việc này. Cái công việc chúng tôi tập trung hết và sẽ chọn cái dự án này để thực hiện trong cái ngày ra quân đầu năm. Còn lại là làm luôn cả Tết. Tết chúng tôi cũng làm ở đây để đảm bảo được cái tiến độ công trình nó đảm bảo. Và sau đó là chúng tôi muốn một cái sự chuẩn bị cho một năm mới nó thật tốt. Vậy những kỳ vọng của công ty trong năm 2018 là gì ạ? 2018 theo tôi đánh giá đây là một năm tiền đề để có những cái thay đổi về các cái vấn đề liên quan về luật và các cái liên quan về mặt sản phẩm, hình ảnh về các cái chủ đầu tư, nó cũng sẽ thay đổi nhiều. Năm 2018 nó sẽ giúp cho thị trường đi vào minh bạch hơn. Trước hết đó là các cái hệ thống về cái vấn đề về bất động sản và cái phân khúc đất nền. Gần như là cái quyết định 60 được đưa ra, nó giúp cho cái quy hoạch của thành phố nó ổn định hơn, tốt hơn. Thì như vậy về cái mặt bằng, về riêng cái ngành, cái lĩnh vực này, cái sản phẩm này thì nó cũng đã có một cái thay đổi về cách nhìn, về các quy hoạch, về các thay đổi. Cái thứ hai đó là về các cái sản phẩm căn hộ và dịch vụ. Hiện nay các sản phẩm căn hộ và dịch vụ hiện nay trên thị trường á, thì nó đang đi vào xu hướng là tạo được những cái giá trị gắn liền với các cái căn hộ đó, chứ không đơn thuần như trước đây là một căn hộ để ở. Và các dịch vụ này dần dần nó gắn theo cả những cái công nghệ. Ví dụ như hiện nay một số chung cư đã áp dụng các cái công nghệ quản lý tiên tiến, và các cái dịch vụ tiên tiến cũng sẽ đưa vào. Như vậy các cái căn hộ dù là trung bình hay là đến loại khá cao cấp thì tôi nghĩ rằng là tương lai nó cũng sẽ có những cái định hình mới. Và các chủ dự án hiện nay đang đi theo cái xu hướng này. Và chúng ta đã nghe thấy như một vài năm nay đó là căn hộ thiết kế theo tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn khác, hoặc là căn hộ tiện ích này, tiện ích khác, hoặc thậm chí là căn hộ xanh. Đây là những cái giá trị mà chúng ta thấy nó được tiền dần hình thành. Với những kỳ vọng đó thì Vietcom sẽ có kế hoạch gì trong năm 2018 thưa ông? Đối với chúng tôi thì 2018 là một cái năm mà chúng tôi xác định đây là một cái năm tiền đề để chúng tôi đi lên mạnh mẽ hơn trong những năm sau. Và chúng tôi đặt ra cái mục tiêu 2018 là chúng tôi sẽ tiêu thụ trên thị trường khoảng 2.500 sản phẩm trên thị trường. Trong quý 1 và quý 2 thì chúng tôi sẽ bán xong cái dự án Rosana Plaza này. Riêng dự án này thì nó có 1.174 căn. Thì như vậy chúng tôi sẽ phải lo khoảng 1.500 căn cho cái giai đoạn còn lại của cả năm. 2.500 căn thì còn bao nhiêu dự án? Hiện nay chúng tôi đang dự kiến là bán trong năm 2018 khoảng 3 cái dự án. 3 dự án lớn. Thì riêng Rosana Plaza này là 1.174 căn. Thì hai dự án còn lại chúng tôi nó nằm khoảng gần 1.000 căn nữa. Thì số còn lại là các dự án lẻ khác, dự án nhỏ khác. Là tổng cộng trong năm 2018 Vietcom sẽ công bố ra thị trường khoảng 2.674 căn. Rồi khoảng 2.000, chúng tôi đang đặt mục tiêu là khoảng 2.500 căn là con số tối thiểu để đạt được. So với năm 2017 thì số lượng chúng tôi bán ra thị trường á, đưa ra thị trường á, là khoảng 2.100 căn. 2017 chúng tôi đưa ra thị trường 2.100 căn. Vâng, ông có thể cho nhóm phóng viên VITV thấy sự hứng khởi này thực tế ra sao trên công trường được không ạ? Mời chỉ có thể chúng ta đi ra công trường để xem xét công trường đang thi công như thế nào.
Trong khi cả nước đang hồ hởi đón Tết, thì trên công trường này hàng chục công nhân vẫn đang miệt mài làm việc để xây dựng 1.174 tổ ấm. Tết Nguyên Đán trên công trường này vẫn vang lên tiếng máy xúc và ép cọc. Để kịp tiến độ bàn giao nhà trong quý 1 2020, các công nhân ở đây đã bỏ qua cơ hội sum họp gia đình duy nhất trong năm khi chọn đón Tết trên công trường. Xin chào chú ạ, chú có thể cho cháu biết là họ tên cũng như là quê quán của mình không ạ? Tôi là quê Lê Văn Mạo, quê ở Hà Thái, Hải Trung, Thanh Hóa. Đây là lần thứ mấy mình là ăn Tết xa nhà? Đây cũng là lần thứ hai tôi ăn Tết ở trên công trường. Tức là mình phải làm cho kịp tiến độ. Ăn Tết xa nhà thì mình có điều gì muốn nhắn nhủ đến gia đình ở quê không ạ? Ăn Tết xa nhà thì cũng rất buồn, nhưng mà trên công trường có anh em, có bạn bè, có đồng nghiệp thì cũng bớt đi nỗi buồn phần nào. Nhưng mà thực ra thì cũng muốn nhắn nhủ với gia đình, toàn bộ anh em, người thân là năm nay tôi không về được, nhưng mà vẫn có quà cáp và tấm lòng vẫn đang nhớ quê. Lời đầu tiên là xin anh có thể cho biết họ tên cũng như là quê quán của mình không ạ? Tôi tên là Ngô Văn Tấn, quê tôi ở Bình Phước. Tại sao ông lại chọn ăn Tết trên công trường ạ? Và đây là lần thứ mấy ông đã ăn Tết trên công trường ạ? Và tôi đúng ra thì mọi người ai cũng phải về quê để cùng gia đình sum họp trong những ngày xuân. Sài Gòn thì cũng gần quê hơn nhưng vẫn không về được do nhu cầu dự án nó quá căng. Không phải riêng mình mà còn rất nhiều nhà, rất nhiều gia đình đang chờ cái dự án để thành công tốt đẹp. Thông qua đài VITV thì ông có nhắn nhủ gì đến với người nhà ở quê không ạ? Nói về gia đình cũng phải thông cảm cho mình về công việc, nó nhu cầu cấp bách, cho nên mình sẽ có những lần sau. Xin cảm ơn anh Tấn, năm mới cũng xin chúc anh Tấn cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công ạ. Những cống hiến thầm lặng này của các công nhân xây dựng lại có đóng góp to lớn cho thị trường nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, bởi dự kiến 13 triệu người dân thành phố sẽ có thêm 68.000 căn hộ mới trong năm 2018. Đó là không khí xây dựng trên công trường tại thành phố Hồ Chí Minh, thưa biên tập viên Đỗ Hường và quý vị khán giả. Vâng, có thể thấy không khí hứng khởi đang lan tỏa trên khắp các công trường xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh lúc này ạ. Với khởi đầu đầy sôi động vừa rồi, hy vọng sẽ mang đến một năm may mắn cho thị trường nhà đất thành phố Hồ Chí Minh. Và khi rời công trường, ngay sau đây mời quý vị tìm hiểu một khía cạnh khác khá là thú vị của thị trường nhà đất, đó là phong thủy, để xem năm Mậu Tuất là năm có ý nghĩa như thế nào đối với ngành liên quan đến thổ là xây dựng và bất động sản, qua chia sẻ của chuyên gia phong thủy Nguyễn Ngoan ạ. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia phong thủy Nguyễn Ngoan. Xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình số đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, Mậu Tuất 2018 có ý nghĩa như thế nào đối với bất động sản ạ? Như chúng ta đã biết, năm Mậu Tuất 2018 là một năm rất là đặc biệt. Đặc biệt thứ nhất là năm nay Thiên Can là Mậu, chữ Mậu tương đồng với hành thổ mà là dương thổ. Và Tuất trong 12 con giáp thì con Tuất lại rơi vào hành thổ mà cũng là dương thổ. Vậy chúng ta thấy ý nghĩa nó rằng là khi thiên can và địa chi hài hòa với nhau đều là hành thổ, thì người xưa có câu là lưỡng thổ thành sơn. Điều đó có nghĩa năm 2018 là một năm đầy thuận lợi cho ngành bất động sản. Và trên khắp đất Việt Nam, bất động sản sẽ rất là sôi động, và có lẽ là sôi động chưa từng có trong lịch sử từ trước đến nay. Và nó bắt đầu năm đầu tiên để đánh dấu cho một chặng đường phát triển về thị trường bất động sản cho nước Việt Nam từ cái mốc 2018. Cụ thể thuận lợi này là như thế nào ạ? Năm 2018 là thiên can và địa chi giao hòa, trong khi năm 2017 chỉ có thiên can là hành hỏa, thì hành hỏa phát triển được cho bất động sản đó là đất đai chứ không phải là các dự án mọc trên đất. Riêng năm 2018 thì những dự án mọc lên trên đất bao gồm bất động sản công nghiệp, bất động sản nhà ở, bất động sản du lịch, bất động sản về một mảng bất động sản rất quan trọng đó là bán lẻ cũng sẽ tiếp tục phát triển để hình thành lên các cái sản phẩm hoàn thiện cuối cùng để đưa ra thị trường. Đó là sự khác biệt giữa bất động sản năm 2016-17, tức là chú trọng vào các sản phẩm hoàn thiện để phục vụ cho tiêu dùng cuối cùng. Đầu tiên chúng ta thấy đấy là sự đầu tư của nhà nước vào cơ sở hạ tầng, gọi là cầu, đường, trường, trạm. Đó là sự giải ngân rất lớn của nhà nước để xây các tuyến đường cao tốc kết nối giữa các khu đô thị lẫn nhau, các đường vành đai để kết nối, tạo ra một cái sự sức bật về mặt kinh tế, thì giao thông, cơ sở hạ tầng phải đi trước.
và nơi đâu cơ sở hạ tầng giao thông của nhà nước đầu tư thì các dự án của tư nhân, của khối đầu tư thì bắt đầu bám vào đó để mà cùng phát triển. Điểm thứ hai nữa là ngoài điểm thì nhà nước thì các tập đoàn kinh tế tư nhân sẽ mạnh dạn đầu tư vào. Bây giờ họ biết rằng đây là một năm đầy thuận lợi cho thành phố để phát triển, cho nên họ sẵn sàng giải ngân, và đặt khối đầu tư nước ngoài cũng sẽ sẵn sàng tham gia vào các dự án cùng với các doanh nghiệp trong nước, tạo các liên doanh liên kết rất là lớn. Như vậy 2018 là năm thiên thời địa lợi nhân hòa đều có đối với bất động sản. Chúng ta thấy rằng năm 2018 là năm gặp được về mặt thiên thời địa lợi nhân hòa đều có. Tôi bắt đầu từ chữ thiên thời. Thiên thời tức là năng lượng, cơ hội chúng ta tiếp nhận được cái năng lượng của bầu trời, của vũ trụ khi mà trái đất xoay xung quanh hệ mặt trời và tác động của mặt trời, mặt trăng cũng như các vì tinh tố khác lên quả đất. Và năm 2018 chúng ta có thiên thời bởi vì năng lượng của hành thổ đúng vào, chính xác là vào hành thổ. Vậy thì hành thổ sẽ là hành được hưởng nhiều năng lượng nhất. Và địa lợi là quốc gia Việt Nam nó có nhiều cái lợi thế về mặt thứ nhất là một thị trường rộng lớn, có nhiều cái cảnh quan bờ biển đẹp, phong cảnh đẹp, và một thị trường còn sơ khai trong ngành bất động sản. Bây giờ đến lúc Việt Nam sẽ cái nhu cầu về nhà ở rất lớn, cái nhu cầu về bất động sản du lịch cũng rất lớn. Chính vì vậy cái địa lợi là Việt Nam kết nối với các thị trường khác rất dễ, và Việt Nam thị trường chưa có bão hòa, chỉ mới bắt đầu. Đó là cái địa lợi. Địa lợi bao gồm là vị trí địa lý. Địa lợi thứ hai là Việt Nam có nhiều cái điều kiện để mà phát triển được thị trường bất động sản theo cái hướng là hoàn chỉnh sắp đến. Và thứ ba là yếu tố về nhân hòa. Nhân hòa là ở bản thân nội tại của thị trường Việt Nam có một thị trường tiêu thụ gần 100 triệu dân. Và điểm thứ hai là Việt Nam đang có một cái thị trường hút khách du lịch đến Việt Nam nhanh chưa từng có. Chứng minh rằng qua 2017 chúng ta có 30% tăng trưởng về lượng khách du lịch, thì điều đó tiếp tục sẽ tăng lên 20-30% vào năm 2018, tức là chúng ta tăng từ 2-3 triệu lượt khách. Thế là chúng ta sẽ cần rất nhiều chỗ ở, đi lại, bán lẻ để phục vụ cho du khách, thì đấy là một loại thị trường bất động sản. Mà thị trường bất động sản du lịch sẽ rất sôi động, và nhà ở cho thuê. Nhà ở cho thuê tức là người ta đến đây không những chỉ có chỗ ở là khách sạn, resort, nơi nghỉ dưỡng cao cấp, mà còn người dân cũng sẽ được hưởng lợi rất lớn khi họ đem những cái căn nhà của họ đang dư, các phòng dư, để đưa vào tham gia vào thị trường bất động sản du lịch này. Vậy ngoài bất động sản thì còn có lĩnh vực nào gặp may mắn trong năm Mậu Tuất không thưa? Ngoài cái bất động sản ra, đây một năm cực kỳ may mắn đối với lĩnh vực liên quan đến thổ. Khi chúng ta kể những lĩnh vực liên quan đến thổ thì có thể đầu tiên là bất động sản, thứ hai là những cái công ty có liên quan như là xây dựng, thứ ba là những cái công ty kinh doanh trong lĩnh vực về xây dựng như là sắt, thép, xi măng, cát, đá, gạch, ngói, vân vân, thì họ có liên quan trực tiếp đến thị trường xây dựng, họ là người hưởng lợi rất là tốt. Thứ ba là những công ty liên quan đến dịch vụ trong lĩnh vực bất động sản, ví dụ quản lý tài sản nè, rồi tiếp thị nè, phân phối bán hàng liên quan thị trường bất động sản. Và đặc biệt nữa là một cái nữa là lĩnh vực tài chính liên quan đến bất động sản cũng là sau một năm đầy thuận lợi. Và các bạn sẽ thấy được dòng vốn của nước ngoài, đặc biệt các nhà đầu tư sẽ quan tâm rất lớn đến thị trường bất động sản 2018. Họ sẽ mạnh dạn xuống tay, xuống tiền để họ mua lại các dự án trong nước đang chờ triển khai, hoặc là cùng với các đối tác để triển khai. Như vậy, thị trường tài chính có liên quan đến bất động sản sẽ rất sôi động so với tài chính trong lĩnh vực sản xuất hay là một số lĩnh vực khác. Và điểm cuối cùng tôi thấy đó là người dân cũng sẽ được hưởng lợi. Người dân ở đây là người cho thuê, khai thác sản phẩm bất động sản cũng sẽ được hưởng lợi, cũng là liên quan đến hành thổ. Và hành thổ cũng là khá rộng, những ngành liên quan đến như là lĩnh vực, kể cả chúng ta nói là mỹ phẩm cũng là thuộc hành thổ đó. Vậy thì thị trường mỹ phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khỏe trong năm 2018 cũng sẽ một năm đầy thuận lợi và dễ kiếm tiền cho những doanh nhân, những người nào tham gia vào trong lĩnh vực này. Như vậy những lĩnh vực nào liên quan đến bất động sản đều sẽ sôi động và phát triển trong năm 2018? Yes, chắc chắn. Đây một năm sẽ là rất thuận lợi và thuận lợi nhất từ trước đến nay. Có phải năm 2018 là năm may mắn cho những ngành liên quan đến thành phố như xây dựng và bất động sản? Đúng rồi, bởi vì Mậu là hành thổ, còn năm 2017 Đinh là hành hỏa, mà là âm hỏa. 2018 là Mậu là dương thổ, 2019 là Kỷ nhưng lại là âm thổ. Cho năm 2018 là năm sôi động nhất
bắt đầu là một năm đánh dấu của chính cái thành phố luôn. Vậy các doanh nghiệp bất động sản cần làm gì để đón nhận được vận may này ạ? Tôi khuyên có hai cái việc mà doanh nhân nên làm ở đầu năm mới. Doanh nhân hãy chủ động tham gia chia sẻ cái giá trị lao động của mình qua một năm kinh doanh đến những cái công trình, những cái nơi mà chúng ta còn thiếu cái điều kiện về ví dụ như cầu, đường, trường trạm. Chúng ta có thể tham gia xây cầu, làm đường, hỗ trợ cho người dân nghèo, đồng bào dân tộc ở những vùng xa, ở miền Tây hay vùng núi. Thì đây là cái hạt giống rất quan trọng để tạo cho doanh nhân ra một cái sự thuận lợi, cái năng lượng được trải đều cho bạn. Bạn gieo cái hạt giống này thì bạn sẽ nhận được một cái kết quả rất thuận lợi. Và điểm thứ hai, nếu bạn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, hãy nhớ, hãy tạo ra cho mình một cái cơ hội để doanh nghiệp và chính bạn xây được những căn nhà tình thương để gửi đến những cái người nghèo. Thì đây là hạt giống quan trọng bậc nhất để giúp cho bạn có thể kinh doanh mua bán thuận lợi nhất trong cái thị trường bất động sản. Bạn dễ dàng mua, bạn dễ dàng bán, bạn dễ dàng làm công trình. Và khi bạn xây một cái sản phẩm bất động sản nào thì người ta cũng sẽ chào đón, cảm thấy đó là một cái mái ấm, một cái sản phẩm mà mang lại cho người ta nguồn năng lượng hạnh phúc, năng lượng của thành công và hưởng được cái giá trị đó. Cá nhân các nhà đầu tư bất động sản thì sao ạ? Họ cần lưu ý gì trong năm 2018 ạ? Đối với nhà đầu tư cá nhân thì cái bất động sản du lịch theo tôi sẽ là một cái thị trường bất động sản vô cùng hấp dẫn cho năm 2018. Và thị trường căn hộ ở tầm trung cao sẽ là một phân khúc sẽ sôi động để các bạn thể tham khảo. Riêng bất động sản về đất nền sẽ không có cái sự sốt nào trong năm 2018 cả. Chỉ dành 2017 thì có, 2018 sẽ không có. Lời khuyên vừa rồi, ông đang đứng ở góc độ phong thủy hay là phân tích thị trường ạ? Tôi đang đứng góc độ cả hai. Thứ nhất là về thông tin thị trường, thứ hai là góc độ của phong thủy. Tại vì phong thủy thì chúng ta thấy rằng là lưỡng thổ thành sơn, tức là công trình dự án sẽ mọc lên trên đất. Chứ còn năm 2017 thì bất động sản nó sốt, bởi vì hành thổ nó tạo ra, hành hỏa nó tạo ra hành thổ, nó tương sinh. Thì đất nó sốt về đất nền, những cái khu dân cư mà mới bắt đầu. Nhưng 2018 là sản phẩm bất động sản phải hoàn thiện thì nó mới mọc, nó mới được đưa ra sử dụng thì giá trị của nó sẽ tăng lên, còn đất nó sẽ không tăng. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia phong thủy Nguyễn Ngoan với những chia sẻ khá thú vị ngày hôm nay. Năm mới xin kính chúc chuyên gia cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chợ bất động sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Hy vọng sự kết hợp giữa thiên can, mậu và địa chi, tuất trong phong thủy cùng sự hứng khởi trên các công trường xây dựng đầu năm mới sẽ giúp cho thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh có một năm phát triển bền vững. Một lần nữa, thay mặt những người làm chương trình xây dựng và bất động sản kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV, tôi xin chúc quý khán giả một năm mới thật nhiều sức khỏe và thành công. Còn bây giờ, chương trình xin phép được khép lại tại đây. Để xem lại, quý khán giả có thể truy cập vitv.vn hoặc là theo dõi thông tin trên Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.